Thủ đô Hà Nội đang đối mặt với áp lực lớn về mọi mặt trong bối cảnh dân số tăng nhanh, khó kiểm soát trong những năm gần đây. Nhận định vừa được đại diện Tổng cục Dân số đưa ra mới đây. Theo thống kê từ Tổng cục Dân số, tính đến cuối năm 2015, Hà Nội có khoảng 7,5 triệu nhân khẩu. Trong đó, số người tạm trú trên toàn thành phố là gần 1,5 triệu người. Trên thực tế, mỗi năm, dân số Hà Nội đang tăng thêm khoảng 200.000 người, tương đương với dân số một huyện lớn. Với tốc độ tăng trưởng dân số như vậy, thủ đô đang phải chịu rất nhiều áp lực trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, đáng lưu ý là công tác quản lý nhân khẩu và hạ tầng cơ sở tại địa phương gặp không ít rắc rối khi có quá nhiều người từ các tỉnh khác đến cư trú.